Ông đang bực ai thế? Sao bảo vào không có cửa? Tôi gọi mấy lần mà ông không trả lời. Tôi sợ ông mệt. Mệt chứ chưa chết. Ông uống thuốc chưa? Rồi. Ông ở nhà lâu cũng bí bách. Có khi đi ra ngoài mua sắm với tôi đi. Tôi thấy trên thị trấn có mấy cửa hàng mới mở đấy. Bà bao nhiêu tuổi rồi mà còn thích đồ mới hả? Tôi mặc đẹp là vì ông đấy. Để cho người ta đỡ phải nói vợ Lê Toàn ăn mặc nhếch nhác. Tôi quan tâm gì đến mấy cái chuyện đấy. Miễn là mẹ con bà có làm loạn lên là được. Là tôi mừng rồi. Sáng nay tôi hơi mệt. Để chiều đi. Vâng. Bà này, xuống gọi thằng Hồng đến đây cho tôi. Tôi xử lý như thế được chưa? Cũng chỉ là giải pháp nhất thời thôi. Bọn chúng chưa bỏ cuộc đâu. Phải tìm biện pháp khác. Gọi trưởng ra đây! Chú Dương, đây là nhà của tôi. Tôi muốn anh để mắt đến một người. Giờ nó đã gần 50 tuổi. Mặt sẽ già hơn, nhưng hình thể chắc vẫn thế. Đây là ai? Một thằng mà tôi không muốn thấy mặt. Có nguy hiểm không ạ? Cái thằng mà dí súng vào anh trên xe du lịch. Chắc là người của nó. Nhiều năm nay tôi sống và làm việc theo pháp luật, cho nên gặp rắc rối cũng ưu tiên nhờ pháp luật xử lý. Anh biết phải làm gì rồi chứ? Văn phòng du lịch và xe khách đều có camera giám sát. Con sẽ bảo người chọn lọc làm bằng chứng tố cáo, cùng với chứng nhận thương tổn của bệnh viện cho trường hợp lái và phụ xe. Anh định gửi đi đâu? Công an thị trấn. Không. Đến thẳng chỗ tay Phụng. Báo là đối tượng ma túy trả thù cá nhân. Nào, quay mặt ra đây. Ai ngồi im nào, để u sát trùng cho chứ. Ôi nhưng mà sót lắm ạ. Sót cũng phải chịu. Mặt mũi cứ suốt ngày sơ sát thế này, đến bao giờ mới lấy được vợ? Sót thế này thì con chết trước khi con lấy vợ luôn. Thương thì cho roi cho vọt. Mà con nhìn anh con đấy, hai anh em đi đánh nhau mà anh có sao đâu. Con bị đập một trận tơi bời anh mới đến. Nào đưa tay đây. U đã bảo con bao nhiêu lần rồi, con đã không giỏi ứng xử, lúc nào bị thiệt thân thì đi đâu phải gọi anh nó. Có chuyện gì nó còn đỡ cho chứ. Bà làm thế nó bao giờ mới lớn lên được. Mai cấm ra khỏi nhà. Sao bố lại cấm U ra khỏi nhà? U có làm gì đâu. Bố cấm anh ấy. Bố nhìn U mà. Đừng có bày hành. Bố nhắc lại, từ mai tuyệt đối con không được ra khỏi nhà. Hồng, chúng nó muốn gì? Muốn đàm phán với bố. Không gặp. Thế thì con nghĩ lão vẫn còn giở trò tiếp ấy. Việc đấy cứ để tay Phùng lo. Việc của anh và U anh là không được để cho thằng Khương nó chạy lung tung. Vâng. Còn đừng có kêu ca nữa. Nhà đã có việc, phải chịu khó kiên nhẫn chứ. Được cả U nữa. Ông ăn. Nhưng nghĩ cũng tội. Nó đang là thanh niên mà bị nhốt trong nhà thế này, cuồng cả chân lên đấy chứ. Lại được cả bà nữa. Bà quên thằng Dương với thằng Quân là loại người nào à? Nó sẵn sàng làm mọi thứ để đạt được mục đích, dù là với tôi hay là với gia đình mình. Tôi biết rồi. Con sẽ bố trí để phòng bọn chúng nó ra tay. Bố cứ thả con ra, nhưng bọn này có nấu đông chúng nó luôn. Cứ đừng có ngựa non háu đá. Thằng Dương không hẳn là cái loại mà ngu si tứ chi phát triển đâu. Não nó cũng có cơ bắp đấy. Con nghĩ mình đang ở thế chủ động. Ân oán ngày xưa thì con không biết như thế nào, nhưng chắc là không đến mức bọn chúng ra tay một cách tàn độc chứ. Giờ tôi không muốn giải thích nhiều. Tóm lại, cả nhà mình sẽ phải ở nguyên trong nhà. Nhất là mày ấy. Tôi đã dặn mày như thế nào hả? Cái gì? Tôi bảo mày bao lần mà không được chiều thằng đấy. Đúng là còn hư tại mẹ mà. Cái gì? Ngu lắm con ạ. Bây giờ anh tính sao? Con đang phải tìm hiểu thêm thông tin. Quan trọng là phải xem nạn nhân bây giờ thế nào. Sao tao có thể đẻ ra một đứa con mà ngu dốt như mày thế này? Ông thôi đi. Nó bảo vệ tôi cho nên mới đánh người đấy, ông hiểu không? Cái thằng kia nó làm cái gì mà nó phải bảo vệ hả? Hả? Ông lại còn đợi nó làm gì tôi thì thằng Khương mới được bảo vệ à? Sao ông máu lạnh thế? Tất cả cũng tại bà ấy. Bà chiều nó quá, đâm ra nó hư thế này đấy. Tôi hiểu rồi. Tất cả là lỗi tại tôi. Được, thế thì ông phạt tôi luôn đi. Ủa đừng lên nữa kìa. Rời ạ. Nào, đứng lên. Khương! Đứng lại. Cứ kệ nó đi. Việc của anh là phải xử lý cái thằng nằm trong bệnh viện ấy. Vâng. Thôi, đi lên nhà đi.